Xin chào tất cả các bạn. Tớ tên là Bảo, tớ sinh năm 2011. Hôm nay tớ sẽ thuyết trình về trò chơi cuối khóa mà tớ đã làm. Đây là trò chơi trả lời câu hỏi mà máy tính đưa ra. Trò chơi bao gồm 18 câu hỏi, trong đó có 5 câu hỏi liên quan về khóa học CS101 và 5 câu hỏi liên quan về Steam for Việt Nam, 5 câu hỏi liên quan về đố vui và 3 câu hỏi liên quan về toán mà máy tính sẽ đưa ra ngẫu nhiên. Các bạn lưu ý thời gian tối đa để trả lời một câu hỏi là 15 giây. Nếu trả lời quá thời gian thì sẽ không được tính điểm. Ngược lại, nếu trả lời đúng và dưới 5 giây, các bạn sẽ được điểm thưởng là 5 cho mỗi câu hỏi trả lời dưới 5 giây. Sau đây tớ sẽ chơi thử thách cho các bạn. Bây giờ thì mình đã bước vào game rồi. Thì đây là giao diện của trò chơi. Ở đây thì có cái đồng hồ tính giờ. Ở đây thì có cái tivi tính điểm. Và ở đây có một cái tủ sách. Ở đây là cái bảng. Ở trong cái bảng thì có cái câu hỏi trên bảng là Doraemon là bạn thân của A. Sorokku, B. siêu nhân, C. trạng tí, D. Nobita. Thì câu này thì mình biết chắc câu trả lời là D. Nhưng mà bởi vì thời gian đã là quá 15 giây nên là mình sẽ không được điểm. Các bạn cũng đã thấy rồi đấy, nó kêu lên một tiếng Time's up và điểm số của mình không thay đổi. Câu này thì mình sẽ bỏ qua, câu này thì khó quá. Time's up. Trong một số trong hệ nhị phân là trong câu này thì mình sẽ là B. Và time's up. Thời gian của mình đã trôi qua nhanh thật. Đây sẽ là 58 này. Khi mà trả lời đúng, bạn kinh nghi giơ tay lên. Nếu mà mình trả lời sai thì sao nhỉ? Bạn này sẽ là mặt buồn. Này sẽ là C. Bây giờ mình sẽ thử làm một câu ấy, câu trả lời dưới 5 giây nhá. Mình sẽ cố tìm câu này. Các bạn thấy chưa, mình đã được cộng 15 điểm rồi. Mình có 10 điểm và được cộng thêm 5 điểm thưởng nữa. Câu này thì mình cũng sẽ làm cho các bạn xem. Thì bây giờ mình chúc cho các bạn chơi vui vẻ nhé. Cảm ơn các bạn nhé.